Hello, xin chào các bạn nam. Hôm nay Eva Sinh sẽ quay một cái ca khử thâm môi nam cho các bạn xem nhé. Các bạn xem, đây là cái môi mà khi bạn ấy chưa làm này. Môi rất là thâm. Tất cả cái tim môi cái thứ là nhìn nó khá là thâm và nhìn rất là già. Đúng không ạ? Đây là sau khi mới làm được một ngày, hơn một ngày này. Đó, và nhìn cái mặt rất là sáng đúng không ạ? Nó không bị thâm và nó không bị tối nữa. Chỉ Đây, hơn mặt một. của mình là lớp bông và rất là mỏng. Mọi người nhìn thấy không ạ? Nó rất là nhìn, nó rất là tự nhiên, nó không quá đỏ, nó chỉ rất là vừa phải thôi. Đó. Bạn nào mà cần tư vấn về khử thâm môi thì có thể comment số điện thoại hoặc là inbox cho Eva Sinh nhé. Ok, xin chào mọi người.